em nghe sầu lên trong nắng và lá rụng ngoài sông. Nghe tôi không quan tâm, tôi chỉ nghe nói thôi. Bạn bè kể lại ở một cái cuốn phim như thế, có những cái cảnh như thế, có những cái lời thoại như thế. Tôi thực sự mà nói đó, tôi không có ý kiến nào. Tại vì tôi không thể có ý kiến được trước cái sự việc nó xảy ra như vậy. Tôi chỉ nghĩ đến một cái điều là vì sao người ta làm như thế. Trong khi tôi còn sống, tôi chưa chết mà. Người ta có thể bán người chết được, vì người chết họ không trả lời được. Nhưng mà tôi còn sống, tôi không hiểu những người. Bây giờ thì con tôi chẳng hạn, nếu nó coi được cái phim đó, nó nghĩ thế nào về tôi? Và bạn bè của tôi, những người đã biết tôi 6-70 năm nay rồi, họ hiểu rõ con người tôi như thế nào. Khán thính giả yêu thương tôi 60 năm, họ biết tôi như thế nào. Bạn đồng diễn của tôi 60 năm, chưa bao giờ nghe tôi lớn tiếng với một người nào cả. Chưa bao giờ. Họ biết rõ tôi là con người như thế nào, thì họ sẽ nghĩ sao về những người đó, những người làm phim nữa. Họ sẽ đánh giá thế nào những người đó. Tôi là một cái người, tính tôi rất là đàn ông. Tôi không biết e lệ, tôi không biết thẹn thùng, nhưng cái đàn ông của tôi nó có giới hạn. Tôi, cái chuyện tôi tôn trọng, tôi kính nể ông Trịnh Công Sơn như một người cha đó, ai cũng biết cả. Trong nhà ngoài ngõ, trong gia đình ngoài xã hội, ai cũng biết cái điều đó. Nhưng họ vẫn cố tình, họ gán ghép thành một đôi. Để làm cái gì? Tôi không hiểu để làm cái gì. Để cho họ thỏa mãn à? Tại sao tôi lúc nào tôi cũng khẳng định là tôi với ông Sơn là hoàn toàn là anh em, là bạn bè. Tại sao tôi phải làm như thế? Nếu tôi nhận tôi là người yêu của ông Trịnh Công Sơn, tôi hãnh diện chứ. Dễ dầu thì ai cũng làm được người yêu ông Trịnh Công Sơn. Người thiệt là ông Sơn chứ không phải là tôi. Bởi vì ông Sơn, nếu ông Sơn là người yêu của tôi làm cái người có cái gì đáng đâu để cho ông yêu. Thế có phải là ông ấy thiệt không? Mà tôi là người có lợi, nhưng tôi không làm được cái điều đó. Tôi không thể tham lam những cái điều không phải của mình. Và lúc đó tôi đã có gia đình. Đó là cái lý do mà tôi nói là nếu các con tôi nó coi được đó, thì nó sẽ nghĩ thế nào? Trong khi tôi với bố nó vẫn ở với nhau, nó sẽ nghĩ thế nào? Tôi chẳng bao giờ tôi đi tìm ông Trịnh Công Sơn. Mà và cái điều đó có nhiều người biết, có nhiều người hỏi tại sao tôi tìm Sơn khóc. Tôi không tìm ông Sơn để tôi xin nhạc hay là để tôi cầu cạnh về điều gì. Có cái gì mà tôi phải tìm ông Sơn? Yêu thì không, nhạc ông đưa thì tôi hát. Đấy không? Tôi kính trọng ông là bởi vì tôi kính trọng ông. Ông là một cái tài hoa, ông là một cái người tài hoa, một cái người viết nhạc hay, thì tôi kính trọng ông. Ông là người có tư cách. Những người đàn bà có chồng rồi đó, không bao giờ có chuyện ông Sơn ông vờn cả. Không bao giờ có chuyện đó. Bây giờ tôi nói thật nhé, ông Sơn cũng chẳng yêu ai đâu. Chắc chắn là như vậy. Ông chỉ yêu cái tình yêu của ông thôi. Đừng lầm là ông yêu người ta. Ai? Ông Sơn không hề viết là tôi làm bài hát này cho ai cho ai. Những người in nhạc tự động họ thêm vào. Ông Sơn không hề nói cái đó.
tự động họ in vào cho người này người kia. Và cái chuyện đó không phải một mình ông Sơn bị, nhiều tác giả đã bị như thế. Như là cái bài Nước mắt mùa thu. Sau này khi ông Phạm Duy mất rồi, sẽ in nhạc mới để là bạn viết cho Lệ Thu. Không phải. Sau này người ta tự đặt ra như vậy. Còn ông yêu cái đẹp. Em phải đẹp kìa. Vai em phải gầy kìa. Tóc em phải dài kìa. Em thấy không? Môi em phải hồng. Mà đâu có phải cả đời em được như vậy đâu. Cho nên ai mà nghĩ rằng ông Trịnh Công Sơn mà yêu mình là người đã nghĩ sai đó. Đừng đánh giá tình yêu trên những cái bức thư tình. Tại vì khi em viết thành con chữ đó, nó phải qua nhiều cái máy lọc. Cuộc sống của tôi thì nó bình an. Nó bình an là bởi vì mình cảm thấy bình an. Thực sự cái bình an trong cuộc sống đó mình phải tự tạo ra. Không ai đem lại cho mình cái bình an. Không ai mang lại cho mình cái hạnh phúc trừ mình. Khi mình cảm thấy đủ thì mình sẽ bình an. Mình sẽ hài lòng với những cái gì mình có, dẫu là ít. Nhưng mà đừng nhìn qua cái nhà lớn bên cạnh để thấy cái nhà mình nhỏ. Dẫu cái nhà mình nó nhỏ đó, nhưng nó là cái nơi để mình về. Đó là cái nơi duy nhất để mình mong ước trở về mỗi khi mình đi xa. Cho nên cái đời sống nó phức tạp. Và mình tự tạo cho mình cứ sự bình ổn trong tâm hồn. Giàu chưa chắc là hạnh phúc, mà nghèo chưa chắc là không vui. Những hạnh phúc vẫn có thể đến với những mối tình, những tình yêu nghèo nàn, nhưng mà chúng ta vẫn vui vì chúng ta có nhau. Em à, thật ra đó, đâu có ai nghĩ là lần cuối đâu em. Không ai nghĩ là lần cuối. Vậy mà lần cuối nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Như một lời chia tay. Như thôi, nó không phải là cái lời chia tay. Bởi vì trong cái mùa dịch Covid vừa qua đó, chúng tôi đã mất nhiều người mà chúng tôi không có cái dịp, không còn cơ hội để mà nói những lời chia tay. Họ cũng ra đi trong lặng lẽ lắm. Rất là đáng thương. Không được gặp chồng, không được gặp con, không được nhắn nhủ một câu nào. Thì tôi cứ nghĩ là thôi chi bằng mình gặp nhau bây giờ đi. Đừng để ngày mai, đừng để đến lúc mà không còn cơ hội nào cả. Mình chào nhau đi một lần đi. Rồi nếu sau này đó mình không còn cái cơ hội đó nữa thì trong lòng cũng không tiếc, không buồn. Khi mà cái mùa Covid đi qua rồi đó, tôi cảm thấy có một vài cái thay đổi nhỏ thôi trong cái đời sống. Hình như là người ta quan tâm nhau hơn một tí. Tôi hy vọng là cái sự quan tâm đó nó kéo dài. Và nó càng ngày nó càng được bồi đắp thêm. Chúng ta quan tâm đến nhau. Đừng thờ ơ với nhau. Đừng để thấy người kia ra đi rồi chắc lưỡi thở dài. Cũng như là nếu có yêu tôi thì yêu bây giờ đi. Đừng để đến khi tôi chết rồi thì mới ra mộ khóc lóc để làm gì. Mới nói yêu thương để làm gì. Không còn thời gian nữa. Cho nên cho tôi xin một cái lời chào ngày hôm nay. Nếu ngày mai may mắn gặp lại, tôi lại xin chào một lần nữa, để sau này
nếu không gặp thì cũng coi như là tôi đã chào rồi đó.